Bầu cử Mỹ 2024, ông Trump và bà Harris đối đầu không khoan nhượng. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một danh sách dài những lời chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris và các vấn đề khác trong một sự kiện nhằm mục đích cáo buộc bà với các vụ vượt biên trái phép. Ông Trump gay gắt công kích bà Harris trong cuộc biểu tình ở Wisconsin, một ngày sau khi bà Harris thảo luận về vấn đề nhập cư tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Ông Trump đã phát biểu trước đám đông ở Prairie du Chien, Wisconsin về vấn đề nhập cư. Ông Trump đổ lỗi cho bà Harris về việc những người di cư phạm tội sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Cáo buộc bà chịu trách nhiệm xóa bỏ biên giới của chúng ta. Tôi sẽ giải phóng Wisconsin khỏi cuộc xâm lược của người di cư hàng loạt, ông nói. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cũng gia tăng các cuộc tấn công cá nhân vào Harris, gọi bà là thiểu năng trí tuệ và là thảm họa. Kamala sinh ra đã như vậy, cô ấy sinh ra đã như vậy. Và nếu bạn nghĩ về điều đó, chỉ có một người khuyết tật về mặt tinh thần mới có thể để điều này xảy ra với đất nước chúng ta. Bất kỳ ai cũng sẽ biết điều này, ông Trump nói. Các cuộc tấn công cá nhân đã trở thành xu hướng của ông Trump kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua. Vào tháng 7, ông Trump đã đặt câu hỏi sai lệch về danh tính chủng tộc của Harris trong một hội thảo với Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia. Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với CBS News vào tháng trước rằng, liệu ông có tin rằng các cuộc tấn công cá nhân sẽ gây tổn hại đến ông với các cử tri hay không? Ông Trump trả lời, không, tôi không nghĩ vậy. Trong khi đó, ông Trump hy vọng sự thất vọng về nhập cư bất hợp pháp sẽ chuyển thành phiếu bầu ở Wisconsin và các tiểu bang dao động quan trọng khác. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã lên án những người vượt biên giới Hoa Kỳ-Mexico và tuyên bố sẽ tiến hành hoạt động trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nếu được bầu. Và các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ tin rằng ông Trump sẽ làm tốt hơn bà Harris trong việc xử lý vấn đề nhập cư. Ông Trump liên tục nhắc đến sự kiện của bà Harris tại Douglas, Arizona, nơi bà tuyên bố sẽ thúc đẩy hạn chế hơn nữa các yêu cầu tị nạn vượt ra ngoài lệnh hành pháp của Tổng thống Biden được công bố vào đầu năm nay. Bà Harris lên án cách ông Trump xử lý biên giới khi còn là Tổng thống và việc ông phản đối một gói biên giới lưỡng đảng vào đầu năm nay, nói rằng ông Trump thích tranh cử vào một vấn đề thay vì giải quyết một vấn đề. Tại một cuộc vận động ở San Francisco, bà Harris đã nói với những người ủng hộ rằng có hai tầm nhìn rất khác nhau cho quốc gia của chúng ta, và cử tri thấy điều đó mỗi ngày trong quá trình vận động tranh cử. Donald Trump vẫn là một chương trình cũ rích nhàm chán, bà nói. Bà Harris đáp trả ông Trump bằng quảng cáo đầy chế giễu. Chiến dịch của bà Harris hôm ngày 28 tháng 9 một lần nữa thách thức ông Trump trong cuộc tranh luận thứ hai, lần này dưới hình thức quảng cáo truyền hình về bóng bầu dục. Sau cuộc biểu tình ở Wisconsin, ông Trump đã đến Tuscaloosa, Alabama để tham dự trận bóng bầu dục Alabama-Georgia. Trận đấu vào giờ vàng giữa Georgia và Alabama được kỳ vọng sẽ là một trong những trận đấu đại học lớn nhất của mùa thu, với lượng người xem đáng kể tại tiểu bang chiến trường quan trọng Georgia. Chiến dịch bà Harris đã công chiếu quảng cáo trong trận đấu nhằm nhấn mạnh quan điểm của mình. Bà Kamala Harris không được quyết định liệu ông Trump có tranh luận với bà lần thứ hai hay không, nhưng bà sẽ cố gắng đòi bồi thường nếu ông ta không làm như vậy. Người chiến thắng không bao giờ lùi bước trước thử thách. Nhà vô địch biết rằng thử thách diễn ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng kẻ thua cuộc, họ than vãn, lảng tránh và mang bóng về nhà. Người dẫn chuyện nói ở đầu đoạn quảng cáo, trên hình ảnh một trận bóng đá và cảnh quay nhạt nhòa về ông Trump đánh trượt một cú đánh golf. Quảng cáo dài 30 giây kết thúc bằng cảnh quay bà Harris thách đấu trong một cuộc tranh luận khác, với dòng chữ, khi chúng ta chiến đấu, chúng ta chiến thắng, treo trên một tấm biển ở phía sau. Được rồi, tôi hy vọng anh sẽ cân nhắc lại việc gặp tôi trên sân khấu tranh luận. Nếu anh có điều gì muốn nói, hãy nói thẳng vào mặt tôi, bà Harris nói. Chiến dịch của bà cũng thuê một chiếc máy bay để mang theo dòng chữ Trump Punting on Second Debate trên sân vận động Brian Denny ở Tuscaloosa, Alabama, nơi ông Trump đang tham dự trận đấu. Nhưng máy bay không được phép bay vì thời tiết. Quảng cáo chỉ là bước đi mới nhất trong chiến lược vận động tranh cử của bà Harris nhằm chuyển từ việc khuyến khích ông Trump tham dự một cuộc tranh luận khác sang chế giễu ông ngày càng hung dữ nếu ông không tham dự. Các cố vấn của bà Harris cho biết mục tiêu cuối cùng của họ là đưa ông trở lại sân khấu với bà Harris trước khán giả toàn quốc. Nhưng nếu ông tiếp tục nói không, họ có kế hoạch sử dụng thực tế đó để làm suy yếu lời tự mô tả của ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người có khả năng điều hành đất nước tốt nhất. Ông Trump đang trốn tránh cuộc tranh luận thứ hai với Phó Tổng thống Kamala Harris vì ông không muốn người dân Mỹ thấy ông và chương trình nghị sự dự án 2025 của ông yếu kém và không được ưa chuộng như thế nào. Giám đốc truyền thông của Harris Worth Michael Tyler cho biết trong một tuyên bố, ám chỉ đến một kế hoạch chính sách bảo thủ mà ông Trump cho rằng
không phản ánh chương trình nghị sự của ông. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đáp trả tin tức về quảng cáo này bằng một cuộc tấn công vào bà Harris. Người phát ngôn của ông Trump, Stephen Trump, cho biết trong một tuyên bố, bà Kamala Harris sẽ không bao giờ xuất hiện tại một sự kiện thể thao như thế này vì bà ấy sẽ bị la ó đuổi khỏi sân vận động và tự làm xấu hổ mình. Ông Trump đã lập luận rằng lý do duy nhất khiến bà Harris muốn quay lại sân khấu tranh luận là vì bà ấy đã thể hiện quá tệ trong lần đầu tiên. Khi một võ sĩ quyền Anh thua một trận đấu, những lời đầu tiên thốt ra từ miệng anh ta là "Tôi muốn một trận đấu lại", ông viết trên mạng xã hội sau cuộc tranh luận với bà Harris. Các cố vấn của bà Harris với số tiền mặt dồi dào từ hoạt động gây quỹ kỷ lục vào cuối mùa hè đã biến việc dàn dựng các sự kiện lớn thu hút sự chú ý của cử tri thành ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch của họ. Họ cũng nhắm mục tiêu vào các sự kiện thể thao lớn để quảng cáo, với quảng cáo đáng kể xung quanh Thế vận hội và giải đấu bóng đá Copa America và kế hoạch quảng cáo thể thao chuyên nghiệp vào mùa thu. Ủy ban Quốc gia Dân Chủ đã mua các bảng quảng cáo kỹ thuật số bên ngoài hai trận đấu bóng bầu dục đại học vào cuối tuần này tại Bắc Carolina. Trong những tuần gần đây, chiến dịch của bà Harris đã cử người đại diện lên bản tin cáp để chế giễu việc ông Trump từ chối một cuộc họp khác bằng những lời lẽ ngày càng thẳng thừng. David Floffe, một chiến lược gia hàng đầu của Harris, đã gọi ông Trump là kẻ nhát gan trên mạng xã hội vì quyết định không đồng ý tham gia một cuộc tranh luận khác của ông. Ông Trump cũng đã hỏi riêng những người khác về việc liệu ông có nên đảo ngược hướng đi và đồng ý tham gia một cuộc tranh luận khác với Harris hay không. Người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông, Kellyanne Conway, đã bí mật thúc đẩy ông đồng ý tham gia một cuộc họp khác. Trong khi các đồng minh như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Rick Scott cũng đã công khai nói rằng họ nghĩ rằng một cuộc tranh luận khác là vì lợi ích của ông Trump. Ông Trump đe dọa sẽ truy tố Google nếu thắng cử. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ đưa Google ra tòa nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 này. Cáo buộc gã khổng lồ công nghệ cố tình đăng những câu chuyện tiêu cực về ông và thiên vị đối thủ Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump bày tỏ hy vọng rằng Bộ Tư pháp sẽ truy tố hình sự Google của Alphabet vì can thiệp trắng trợn vào cuộc bầu cử, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ yêu cầu họ truy tố nếu ông tái đắc cử. Người ta đã xác định rằng Google đã sử dụng trái phép một hệ thống chỉ tiết lộ và hiển thị những câu chuyện không hay về ông Donald Trump, một số được tạo ra vì mục đích này, trong khi đồng thời chỉ tiết lộ những câu chuyện hay về đồng chí Kamala Harris, cựu tổng thống cho biết trong bài đăng. Đầu tháng này, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông, một cơ quan giám sát truyền thông bảo thủ, công bố một nghiên cứu cho thấy Google đã đưa trang web chiến dịch của bà Harris vào vị trí thuận lợi hơn trong kết quả tìm kiếm so với trang web chính thức của chiến dịch ông Trump. Gã khổng lồ công nghệ đã bác bỏ những phát hiện này, nói rằng họ không thao túng kết quả tìm kiếm để có lợi cho một bên cụ thể. Một phát ngôn viên của Google đã nói với Fox News Digital vào thời điểm đó. Cả hai trang web chiến dịch đều liên tục xuất hiện ở đầu tìm kiếm cho các truy vấn tìm kiếm phổ biến và có liên quan. Ông Trump trước đó đã tấn công công ty công nghệ này, tuyên bố rằng công ty này ưu tiên tin giả trong kết quả tìm kiếm, vốn gian lận chống lại ông và những người bảo thủ khác. Google đã phủ nhận cáo buộc này. Vào tháng 7, tỷ phú công nghệ Hoa Kỳ Elon Musk đã cáo buộc công ty thiên vị ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ông đã chia sẻ ảnh chụp màn hình một trang trong đó truy vấn Tổng thống Donald được nhập vào thanh tìm kiếm. Ảnh chụp cho thấy tính năng tự động hoàn thành của Google cung cấp các gợi ý dựa trên các từ đã nhập, không đưa ra Tổng thống Donald Trump mà thay vào đó hiển thị Tổng thống Donald Duck và Tổng thống Donald Reagan. Vào thời điểm đó, một đại diện của Google đã nói với NBC News rằng tính năng tự động hoàn thành đang gặp sự cố vào ngày hôm đó, đồng thời nói thêm công ty đang xem xét những bất thường này và nỗ lực cải thiện.